nhân kỷ niệm 55 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, chiều ngày 10 tháng 1 năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đa Cao đã tổ chức lễ dâng hương tại bia tưởng niệm Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đến tham dự buổi lễ có ông Hồ Tiến Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đa Cao. Bà Trần Như Ngà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Đa Cao. Bà Nguyễn Thị Hường, chủ nhiệm câu lạc bộ Hội Mẹ Truyền thống phường Đa Cao, nhân chứng lịch sử cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Và bà Nguyễn Huyền Khang, nhân chứng lịch sử cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Cùng sự hiện diện của các dì chị là ủy viên ban chấp hành và hội viên phụ nữ của phường Đa Cao tham gia lễ dâng hương. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đoàn dâng hương đã tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và thực hiện nghi thức dâng hương để bày tỏ lòng thành kính, đồng thời nguyện ra sức thi đua, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhớ về mùa xuân lịch sử 1968, các nhân chứng lịch sử chia sẻ. Chúng tôi là những người mà trước kia là học sinh, sinh viên của thành phố Hồ Chí Minh. Gọi là xưa thì gọi là thành đoàn. Thì chúng tôi nhớ lại những cái ngày mà chuẩn bị cái Tết Mậu Thân. Thì chúng tôi là những người mà phải nói rằng nhiêu cánh tất nhiên thành đoàn rồi, biệt động rồi, phụ giận. Tất cả những là trí vọng, cái không khí sinh viên học sinh lúc bấy giờ phải nói là rất là hào hùng, háo hức. Những tuổi trẻ 15, những tuổi trẻ 16, 17, 18 là những cái tuổi trẻ mà phải nói rằng là được là đảng và đoàn giáo dục chúng tôi là phải nói là chuẩn bị cho những cái đêm đó là in báo chí, rồi chuẩn bị cho văn nghệ. Cái phong trào mà trước đó khoảng vài tháng của 1968 là rất là phải nói là chuẩn bị rất là chu đáo để nghe là ngày mà Tết Mậu Thân là chúng tôi lăn xả để làm những chúng tôi sẽ là những người xuống đường để nghe là chuẩn bị cờ xí, cơm nước và báo chí để chúng tôi nghe là hy vọng sẽ thành công. Là lúc tham gia chiến dịch Mậu Thân, khi mà triển khai để chuẩn bị đi chiến trường để tiến công Tết Mậu Thân á, thì lúc tôi 17 tuổi thì phải nói là lúc đó là tinh thần của bộ đội lúc đó rất là khí thế. Lúc đó tôi ở đó là tấn công ra thị xã Tây Ninh. Thì khi mà tấn công ra thị xã Tây Ninh thì anh em mình pháo nổ đầy hết, hầu như là toàn bộ. Rồi bên kia là bộ binh cùng nhau nổ. Để mà lúc đó là ai trong đầu cũng muốn là tấn công thị xã Tây Ninh để mình giải phóng, giải phóng thị xã Tây Ninh, để mà mình cùng ra đó để mà tập kết qua đó để gặp mặt nhau. Thì lúc đó tôi mới có 17 tuổi, tôi cũng chưa biết gì, nhưng mà theo tinh thần tiến công mà Mậu Thân á, thì tất cả đồng bào hay là bộ đội, nhất là chúng tôi rất hoan nghênh, rất thân cái bằng hùng hồn vậy lắm, để muốn tiến công để giải phóng mà. Ở dưới kia giải phóng Sài Gòn, còn tôi là giải phóng Tây Ninh. Cũng trong dịp này, đoàn dân hương cũng đã tham quan bảo tàng radio Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Các hội viên phụ nữ phường Đa Cao tham dự dân hương đã có nhiều cảm xúc khi được nhắc lại dấu ấn của những mùa xuân lịch sử. Yeah.
trong không khí khắp nơi đang tổ chức các hoạt động mừng xuân Quý Mão, mừng Đảng Quang Vinh. Đây cũng là cơ hội để các hội viên phụ nữ phường Đa Cao gặp gỡ, trao đổi kế hoạch hoạt động cho xuân Quý Mão sắp tới.